Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Mazda CX30, một mẫu xe SUV cỡ B gầm cao, nhập khẩu nguyên chiếc. Thời điểm đầu tháng 7, em đã cập nhật chính sách bán hàng của các phiên bản Mazda CX30 cho anh em rồi. Hôm nay là ngày 10 tháng 7, có chính sách mới từ nhà máy, cụ thể là giảm thêm tiền mặt cho các phiên bản Mazda CX30. Mức giảm là 10 triệu tùy phiên bản. Và trong video này em sẽ cập nhật lại giá xe ra biển số loanh bánh, số tiền trả góp căn cứ từ giá bán hiện tại để anh em nào đang có nhu cầu quan tâm mẫu xe này, cũng như là quan tâm một mẫu xe gầm cao tầm trung, anh em xem video để có cơ sở đưa ra quyết định lựa chọn mua xe cho phù hợp. Mời anh em cùng xem video. Mẫu xe Mazda CX30 có tất cả là hai phiên bản để anh em lựa chọn và đều sử dụng động cơ 2.0. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Mazda CX-30 bản Luxury Phiên bản cao đó là Mazda CX-30 bản Premium Em xin nhắc lại chính sách bán hàng của Mazda phân vùng thị trường Hiện tại bên em có cơ sở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên em bán hàng trực tiếp. Còn anh em ở các tỉnh khác thì anh em chủ động ra trực tiếp showroom ở địa phương của mình. Anh em xem video, em có tính giá xe ra biển số lăn bánh cho anh em rồi. Anh em cảm thấy phù hợp với phiên bản nào thì anh em chủ động ra showroom ở địa phương của mình. Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng ngày 10 tháng 7 khi mà đã có chính sách hỗ trợ giảm 10 triệu đồng mặt của nhà máy cụ thể như sau. Trước khi đi vào chính sách bán hàng thì em xin phép cập nhật lại những thông số kỹ thuật cơ bản của phiên bản này để anh em nào mới tham khảo anh em thể nắm được. Còn anh em nào mà đã thường xuyên theo dõi kênh xe Việt hay là những anh em đã tìm hiểu mẫu xe Mazda CX-30 thì anh em có thể lướt qua nhanh. Mazda CX-30 trang bị động cơ Skytip 2.0 full xăng trực tiếp kèm hộp số tự động 6 cấp cho công suất cực đại là 153 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút có chế độ lái thể thao, có hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao và i-stop. Trục cơ sở của xe là 2655 mm, khoảng sáng gầm là 17,5cm. Xe trang bị phanh đĩa cả bốn bánh cùng mâm xe hợp kim đúc 18 inch. Về ngoại thất, cụm đèn trước và đèn daylight ban ngày dạng LED, có cảm biến tự động, có cân bằng góc chiếu tự động, có đèn chờ dẫn đường, cụm đèn hậu dạng bóng LED, gương chiếu hậu bên ngoài tích hợp gập điện chỉnh điện, có chống chói tự động bên lái, có nhiều vị trí Xe trang bị gạt mưa tự động có thanh giá nóc, có cánh hướng gió. Về nội thất, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, bảng đồng hồ thông tin 7 inch. Màn hình giải trí đa phương tiện 8.8 inch có kết nối apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh, xe trang bị 8 loa. Xe có trang bị lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng, có HUD nhớ vị trí. Có phanh tay điện tử kèm giữ phanh tự động, có chìa smart key cộng với đèn nổ bằng nút. Hệ thống điều hòa, xe trang bị điều hòa tự động hai vùng đầu lập gương chiếu hậu trong xe thì có chống chói. Hàng ghế thứ hai thì gặp được 60 40. Về hệ thống an toàn, xe trang bị rất nhiều những tính năng an toàn cụ thể về túi khí, xe trang bị 7 túi khí, có lóc cửa tự động, có chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc. Xe trang bị camera lùi kèm cảm biến sau và xe trang bị cruise control ga tự động. Giá bán tại thời điểm này là 689 triệu Như vậy là đã giảm thêm 10 triệu so với thời điểm đầu tháng 7 Em đã cập nhật video cho anh em Anh em nào mua xe tại cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bên em Thì vẫn sẽ có cơ chế linh động tặng thêm phụ kiện hay là giao nộp thêm cho anh em Anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em Theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình Với giá bán 689 triệu Giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương Em xin phép tính lại cho anh em như sau anh em lưu ý vì Mazda CX30 là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên trong thời gian tới khi có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ thì Mazda CX30 không nằm trong diện được hỗ trợ. Anh em nhớ cho bạn. Giá xe ra biển số lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 796 triệu, các tỉnh áp 12% là 776 triệu, các tỉnh áp 10% là 762 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 782 triệu. Giá xe ra biển số lăn bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể xem trên màn hình chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài. Trong trường hợp anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Mazda CX-30 bản Luxury, số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 210 triệu, các tỉnh áp 12% là 191 triệu, các tỉnh áp 10% là 177 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 196 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu tiên chỉ giá là 8,2 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói và như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 585 triệu. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm, tối thiểu 3 năm cùng với lãi suất ưu đãi năm đầu tiên khoảng 0,6 cho đến 0,7% trên một tháng. Với gói vay 585 triệu trong 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,6 triệu, trong đó gốc chia đều là 6,1 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3,5 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Mazda CX-30 bản Premium. Về thông số kỹ thuật của xe, ngoài các tính năng option như bản Luxury em vừa mới cập nhật thì bản Premium được trang bị thêm những option tính năng vượt trội hơn như sau. Xe trang bị cụm đèn pha có thêm chức năng mở rộng góc chiếu khi đánh lái. Xe trang bị cửa sổ trời. Về hệ thống an toàn, xe trang bị thêm cảm biến trước, đồng thời sẽ được trang bị gói an toàn cao cấp của Mazda như là hệ thống đèn chiếu xa gần tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi cảnh báo lệch làn đường, giữ làn đường, phanh thông minh, kiểm soát hành trình tích hợp với radar và hệ thống lưu ý người lái xe nghỉ ngơi. Giá bán tại thời điểm này đã giảm thêm 10 triệu so với thời điểm đầu tháng 7. Cụ thể giá bán cho anh em bây giờ là 739 triệu. Với giá bán này thì đang tương đương với một mẫu xe SUV 5 chỗ khác, đó là chiếc Mazda CX-5. Mà Mazda CX-5 là xe lắp ráp tại Việt Nam, nên thời gian tới anh em sẽ có chính sách hỗ trợ thuế như vậy thì giá xe lăn bánh ra biển số của Mazda CX-5 bản Dinac bản thấp nhất sẽ rẻ hơn so với chiếc Mazda CX-30 bản Premium này. Anh em có thể cân đối và tham khảo thêm. Và với giá bán 739 triệu, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương của chiếc Mazda CX-30 bản Premium, em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội sẽ là 851 triệu, các tỉnh áp 12% là 831 triệu, các tỉnh áp 10% là 816 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 836 triệu giá xe ra biển số là bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp phiên bản này số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau anh em ở hà nội cần chuẩn bị 223 triệu các tỉnh áp 12% là 203 triệu các tỉnh áp 10% là 188 triệu và thành phố hồ chí minh sẽ là 208 triệu ngoài ra thì anh em sẽ vẫn phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ trả có bắt buộc cái này là ngân hàng quy định năm đầu tiên chỉ giá là 8,8 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 628 triệu trong thời gian vay 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10,3 triệu, trong đó thì gốc chia đều là 6,5 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3,7 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản Mazda CX-30 tại thời điểm ngày hôm nay là ngày 10 tháng 7. Em cập nhật cho anh em anh em xem video có chỗ nào chưa hiểu anh em có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số thoại để góc phía dưới bên trái màn hình hoặc để lại bình luận dưới phần mô tả à video em sẽ hỗ trợ cho anh em cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em